Đây là bài mò đẻ đất đẻ nước, đẻ cây vũ trụ. Đẻ đất đẻ trứng điếng. Thủa xưa, trời sinh trước ở trên, đất sinh sau ở dưới. Đất có 10 nhưng trời chỉ có 9, vì thế trời úp không chọn đất, đậy không vừa đất. Bà nhân ở trên trời xuống nặn đất cứng thành núi, gạt đất mềm thành đồi rồi trời với đất mới vừa nhau. Đến một ngày có sự giao phối của một loài chưa có tên, nở thành trứng điếng, trứng điếng được ấp trong hang rồi nở thành con người. Đây là bài mò đón lang cun cần. Đón lang cùn cần. Khi xưa, khi đã có con người và vạn vật, nhưng tất cả chỉ là dân thường, chưa có ai là bề trên dạy bảo muôn dân. Trong hang ma trứng điếng còn lại ba trái trứng, trong đó có trứng cun cần. Mượn được chim réo dạ và ấp trứng, trứng nở thành ông cun cần. Ông đòi hỏi và được cung cấp mọi những đồ vật sang trọng hơn người để làm lang. Ngày ông ra làm lang, có kẻ hầu người hạ, đúng là một bậc lang cun. Quân hầu kẻ hạ chặt cây làm trại, giặt cỏ danh, gặt cỏ danh để làm nhà, nhưng vẫn chưa có lửa để nấu thức ăn. Đây là bài mò đi tìm lửa. Xin lửa, khi lang cun cần, đã ra làm lang, làm cun nhưng chưa có lửa, nghe tiếng đồn rằng có ông khậm khọt trên trời biết làm ra lửa một ngày chấu vá nhà cung cần sai con rơi đi xin lửa rơi từ chối rằng bản thân bị ngọng nên không biết xin lửa chấu vá tìm mãi rồi ruồi châu nhận việc đi xin lửa ruồi châu lên đến nhà ông khậm khọt sau nhiều phen thử thách ông khậm khọt vẫn cho ruồi chín bông lửa mang về nhưng nào ngờ ruồi vẫn bị ông lừa cho chín bông nước đặt trên chín bông lửa ấy về đến nhà ruồi sơ xuất đặt lửa vào nước làm tắt mất lửa với bao nhiêu kỳ công mới đi xin được. Rồi buồn bã vào tâu với làng Cun Cần mọi sự việc. Nhưng rồi làng Cun Cần cũng đã biết được bí quyết tìm ra lửa. Bài mò làm nhà cho làng Cun Cần Làm nhà cho làng Cun Cần Tá Cần ra làm cun kẻ hàng đã làm nên bát, nên đĩa, nên mâm son bát xứ nhưng chưa có đụng chín qua, nhà chín ngăn. Một ngày làng Cun Cần cùng dân mường đi làm nương thấy dấu chân rùa, tưởng rằng dấu chân hoãng. Lang Cun Cần sai người đặt bẫy. Hôm sau, thấy bẫy được con rùa. Rùa cầu xin tá cần đừng ăn thịt và mách cho tá cần cách làm nhà. Nghe theo lời rùa, tá cần đã sai dân mường làm nên nhà để ở. Vì thế, người mường coi rùa là linh vật thiêng và không bao giờ săn bắt rùa. Lấy vợ cho ông Lang Cun Cần. Ngày ấy, tá cần đã có đụn chín qua, nhà chín ngăn, nhưng chưa có bà về ngồi vóng lại, chưa có mái về ngồi vóng bên. Chấu vá mượn được chí mỡ lá, ông mỡ liếng, là người trên trời mai mối nàng ngần nàng ngà cho tá cần. Xong chí mỡ lá, ông mỡ liếng là người thấp chí, ít mưu nên cuộc mai mối thất bại. Sau cuộc mai mối thất bại của chí mỡ lá, ông mỡ liếng lần thứ hai mượn chí mỡ hạch, mỡ hành, lành tiếng lành miệng lên trời làm mai mối lang ma cường hứa gả nàng ngần nàng ngà cho tá cần nhưng đến ngày đi rể lang ma cường đã cho lấp lối nên đi rể đành quay lại sẵn lễ vật đoàn đi rể xuống mường âm phủ lấy nàng nàng út dụ tú lượng đêm vợ chồng nàng út dụ tú lượng hóa thành bát nước cuối cùng có người hiến kế rồi tá cần lấy chính em gái của mình đẻ ra một đàn con què quặt và trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng sinh ra người con út lành lặn và trở thành vua đó là vua dịt giàng. Đây là bài mò chén đất, tìm đất để làm nhà cho vua dịt giàng. Khi ấy đã sinh ra ông vua dịt cầm quyền nhưng chưa chọn được đất an cư lạc nghiệp. Ông dẫn quân quyền đi tìm đất, dẫn quân quyền lên mường Cun Râm Đạo Lát, nhưng không ưng ý. Ông lại dẫn quân quyền lên đất mường Cun Lang Tràng Vó cũng thấy không yên lành. Cuối cùng ông dẫn quân quyền đến đất Đồng Kỳ Tam Quan Kẻ Trợ. Thấy đây là vùng đất rộng lớn, yên lành, ông cho dừng lại nơi đó để an cư lạc nghiệp. À, cho bài mò đi tìm chu, chặt cây chu đồng làm nhà cho vua dì già. Tìm chu tìm lội, chặt cây chu đồng. Vua Dịt Giang đã là vua đất kinh kỳ kẻ trợ, là người giàu sang và quyền thế. Một ngày đẹp trời, nàng út dọ nhà Dịt Giang đi gội đầu trải tóc, bến đông, thấy chim thả rơi một cành bông thau trái thiếc. Đêm về, vua Dịt Giang nằm chiêm bao, thấy có người bảo rằng muốn tìm chu tìm lội, phải tìm vào vùng đồi lai ly lở láng, vùng đất mường cun khương cun vống. Vua dịt rằng cho người nhờ anh em ông Tèn, ông Tẹc đi tìm Chu tìm lội. Hai anh em ông Tèn, ông Tẹc đi từ kẻ chợ vào đến mường Pa Khán, thì hỏi thăm đàn trẻ trâu. Trẻ trâu bảo rằng vùng này chỉ có cá mà không có Chu, không có lội. Hai anh em lại đi vào đến mường Cun Khương, Cun Vống, thì gặp bà già, bà Mách cho rằng vùng này có cây Chu Thần, mỗi lần gió làm rung cây thì người cũng phải sợ. Chu Thần ấy còn biết nói tiếng người, hai anh em tìm đến cây chu cây chu mách rằng muốn chặt chu đốn lội phải giữ bí mật nếu không sẽ phải chết hai anh em vui mừng trở về bàn nhau để làm sao đốn được chu đốn được chu cho vua dịt dàn xây nhà hai anh em vì muốn hiến kế để chặt bằng được cây chu đã buộc phải tâu với vua dịt dàn mọi chuyện rồi ra điều kiện nếu chặt được chu mà phải chết thì vua phải chăm sóc và trọng vọng con của mình vua diệt giang nghe vậy rất vui mừng và hứa sẽ trọng thưởng cho vợ con hai ông nếu như việc đốn chu thành công vua diệt giang sai toàn dân đi chặt chu đi chặt chu đốn lội với bao nhiêu kỳ công vất vả cuối cùng cây chu cũng đổ nhưng cây chu cũng đã đè chết anh em ông tèn ông tạc Bài mò thúng đền làm đền cho nhà vua diệt giang kéo cây chu đồng làm đền cho vua dịt giàng. Sau khi đã chặt được cây chu đồng, ông vua dịt giàng dẫn quân đi kéo cây chu về để xây nhà. Kéo được chu đồng là một kỳ công lớn của 700 quân. Kéo cây không được, ông vua dịt giàng phải thịt trâu để khấn ma đất, ma trời, phù trợ nhưng vẫn không kéo được. Rồi thầy trượng lại bói gieo khỏe, thấy rằng phải lấy xương của ông tèn, ông tẹc, làm nặng, lấy xương đùi làm đòn bẩy, lấy xương chậu làm kê. Khi đã kéo về đến đất kinh kỳ kẻ chợ, đã dựng thành ngôi nhà to đẹp và vững chãi. Ông vua diệt giàng mới mở hội ăn mừng. Vua diệt giàng mải vui quên lời ước hẹn rằng trọng thưởng cho con của ông tèn ông tẹp. Ngày diệt giàng mở hội vui mừng nhà mới. Đạo kun che về Chóng là con ông tèn ông tẹp cũng đến nhưng không được tiếp đãi. Đạo kun che về Chóng tức giận lập mưu đốt nhà chu của ông vua diệt giàng. 700 quân của ông vua diệt giàng chạy theo để giết đạo kun Tre về Chóng đoàn quân vua dịt dàng chạy đuổi đến một khúc sông thấy nổi lên một con vật kỳ lạ đó là con muông tin huỳnh tợ quận đây là bài mo chia thịt à, con mong đi về đường bước. săn muông bắn chết con muông tin huỳnh đượng quận con muông tin huỳnh tượng quận xuất hiện nó vào ở mường cun khương cun vống mới đầu nó chỉ ăn cháu chuộc ăn nòng nọc về sau con muông càng tinh quái ăn lợn ăn gà rồi ăn trâu ăn bò rồi đến một ngày nó bắt cả người nó bắt rất nhiều người, gây nên bao đau thương tang tóc cho dân mường. Rồi một ngày, dân dâng tấu trình đến ông vua dịt Giàn Ông vua dịt Giàn cho họp hết muôn dân, góp gươm góp giáo để săn muông. Đoàn quân của ông vua dịt Giàn vào đến đất, cun khương, cun vống, rồi tổ chức săn muông. Đuổi con muông chạy ra đến khoang tỉnh, nhộng tòng, con muông lặn xuống con muông lặn xuống nước rồi mất dấu. Rồi cũng là lúc đã cạn quân lương, ông vua dịt Giàn dẫn quân trở về. Sau khi về cho quân về nghỉ ngơi và lấy quân lương, đoàn quân của ông vua Dịt Giàng lại lên đường tìm săn muông. Lần này có thêm kinh nghiệm nên việc săn muông dễ dàng hơn và sự thiệt hại quân số cũng ít hơn. Đuổi con muông chạy từ mường chung lên mường xưa, chạy lên mường cốc, mường biện lên mường khởi, rồi xuôi mường chuông đến mường khến, thì con muông mắc lầy, mắc núi. Dân mường chuông, mường chớ, thịt con muông để thết đãi quân binh và dân thường. Đây là bài mò lìa và vừa dặn dạy con cái ăn là ở lại ngày sau. Lời dặn các con, ông mò mường dẫn linh hồn ngươi lên ngồi cửa vóng hóng mát, lên ngồi hóng mát nghỉ ngơi, để trông trời trông mưa lại vừa ngó nắng, Chở trông vào phía trong nhà. Con ta ơi, con ta à, con trai ta đâu, sao không chạy lại đây, con ơi. Con gái ta đang ở đâu, sao không chạy lại đây, con ơi. Còn ở dưới sân, thì hãy về trên nhà hãy lại đây ngồi gần đây cho ấm áp hãy lại ngồi mé sập mé giường để cho cha được dạy con ơi để cha được bảo cho con cha vừa đi chợ chàng khò một phen đi chợ chàng khen một lần đã mua được đồ để làm ăn bên mường ma rồi mua được cái đồ mang về phát rừng làm nương trong mường cái ma đi mua lấy của khác chát của mới của mà của cũ để cho con trong nhà của mới của mà mang về mường phương mà đất nghĩa địa cha vừa đi đường đất cái sống nó đã ướt một bên vai cha đã đi đường nước cái áo đã ướt hết một cái con hãy lấy sống mang ra cho ta được thay con ơi hãy lấy quần áo mang ra cho cha được mặc dọn cơm dọn nước cho cha được ăn con ơi để ăn một miếng cơm cho khỏi cơn xót dạ uống một bát nước để khỏi đói lòng để cha được dậy con ơi cho cha được bảo cho con con ơi cha dạy nói lời cuối, lời lìa cho hết nhẽ. Con ta, con nào muốn nghe thì nghe đấy con ơi. Con nào muốn không thì tùy. Dù có không muốn thì cha vẫn bảo, con trai ta ở lại, con gái ta ở lại ngày sau. Con anh phải lo nhà cửa, con em, con chị phải biết chăm nhà. Xem gà ngó lợn, giữ lửa chăm nước con ơi. Để cho người từ ngoài đồng trông vào nhà con ta, thấy dường như còn có bố, con hời con trai ta ở lại ngày sau con phải gọt tóc cho chọc phải cắt tóc cho quang để làm lễ trở tang cho cha mẹ con phải mặc khăn trắng áo tang con ơi con trai con gái ta ở lại ngày sau để cha bảo thường anh mo nói lời dạy nói lời bảo con nào muốn nghe thì nghe con nào muốn không thì tùy dù không muốn thì cha vẫn bảo con ta xuống suối không được vùng vẫy con ta vào rừng không được huýt sáo không được hát thường hát đang với con nhà người con ta không được chơi hoa trao tình với con nhà người không được đeo vòng đeo cườm để làm lễ chờ tang cho cha con trai con gái ta ở lại ngày sau con anh con em còn ở chung nhà con chị có mắng có nhức con em phải nhẫn nhịn dường như thể tai điếc đấy con ơi cha dạy nói lời cuối lời lìa xa các con cho trọn nhẽ con nào muốn nghe thì nghe con nào muốn không thì tùy con ta phải thấu tiếng con ta phải nghe lời lời cha được dạy, lời mẹ được bảo, con anh con em còn, chung nhà, đầm ao ruộng chung bờ, chung lối, nấu nắng phải chung bóng dâm, châu bò nhà con ta phải ăn chung máng con ơi. Con anh hãy khoan làm riêng đụn, anh em, chị em hãy ở chung nhà. Lời cha được dạy, lời mẹ đã được bảo, con trai ta đừng vội mải mê với vợ, con gái ta đừng vội say mê với chồng. Thấy con nhà người vác bừa vác cày, con ta cũng phải vác bừa vác cày con ta phải mải miết làm cơm với làm lúa thì mới có, phải mải miết với ruộng, với nương, mới giàu, mới sang. Đừng có làm những trò ham chơi lười nhác, lười nhác sẽ tới cảnh đói kém. Khi đói kém, mất trâu đi mua mà chẳng được lúa, mất bò đi chác mà chẳng được giống đâu con ơi. Con ta rắc mạ làm mùa nơi đâu cũng phải rào, lấy trâu vào phải đuổi, không được chửi được rùa mà mất lòng chị em đấy con ơi con ta bước chân ra đường phải biết ăn trông nồi ngồi trông hướng để con nhà người ai cũng thương cũng quý mỗi ngày một đông lên mọi thứ như trăng mọc ngày rằm con trai ta ở lại con gái ta ở lại ngày sau cha dạy nói lời cuối lời lìa xa các con cho trọn nhẽ con nào muốn nghe thì nghe con nào muốn không thì tùy con ta phải thấu tiếng con ta phải nghe lời lời cha được dạy lời mẹ được bảo con ta ở lại ngày sau các con không phải kiêng điều gì nhưng hãy kiêng ngày đưa cha về rừng nếu con rẽ lợn con khỏi lợn mẹ đúng vào ngày cha về rừng ngày ấy hay phải điểm ma xấu con rẽ gà con khỏi gà mẹ vào ngày cha về rừng gà hay bị cáo bắt con ta ủ rượu vào ngày cha về rừng rượu hay chua con ta trồng củ đúng ngày cha về rừng nó không ra ngọn trồng củ từ vào ngày cha về rừng nó không nên đánh cối đục đuống vào ngày cha về rừng giá gạo không hết lúa chặt cây chặt nứa vào ngày cha về rừng người ta bảo rằng đó là xào đưa đo ma con ta ra ở riêng vào ngày cha về rừng nhà con ta không lành con trai con gái lấy vợ lấy chồng vào ngày cha về rừng thành đôi nhưng không thành lứa nên cửa nên nhà nhưng không người nối dõi cha dạy nói lời cuối lời lìa xa các con cho chọn nhẽ con nào muốn nghe thì nghe con nào muốn không thì tùy dù không muốn cha cũng dậy lời mẹ vẫn bảo con ta ở lại ngày sau con không được đi ăn trộm giỏ lá ón con ơi con ta không được đi ăn trộm cái gùi lá dâu con ta không được đi ăn trộm măng con ta không được đi ăn trộm rau mà người ta mắng nhắc mắng nhờ đến cha mà thương con ơi con ta không được đi ăn trộm trâu con ta không được đi ăn trộm bò con ta không được nói xấu con dâu con rể con trai ta ở lại con gái ta ở lại ngày sau Cha dạy nói lời cuối, lời lìa xa các con cho chọn nhẽ. Con nào muốn nghe thì nghe, con nào muốn không thì tùy. Con ta phải thấu tiếng, con ta phải nghe lời. Lời cha được dạy, lời mẹ được bảo, con ta ở lại ngày sau. Càng ngày càng ăn nên làm ra cho nó khá. Cha dạy nói lời cuối, nói lời lìa xa các con hôm nay cho hết lời. Để cha lìa nhà các con hôm nay như trâu lìa thừng đấy con ơi. Lìa các con ta như mát lìa vỏ, như cái lao lìa cán, như cửa chạn lìa nhà, như cây trong vườn lìa trái, cha cũng lìa xa hết đường cấy, lối hái ngoài đồng, lìa xa cả chung rượu cả, lìa xa chăn, xa màn nhà con ta không được nằm, cái võng chạm vàng nhà con ta không còn được ngồi hóng mát. Mỗi ngày cha trở về mường đất rộng, trở lưng về mường ma, mỗi ngày càng xa các con ta đó. Từ nay trở đi, ban sớm vắng tiếng cối, tiếng đuống, ban chiều vắng tiếng cối, tiếng chảy, ban trưa, nửa ngày vắng tiếng cười, tiếng nói, để cha mỗi ngày trở về mường ruộng, mường ma, mỗi ngày càng xa con ta đó, không phải đi thăm bên ngoại mà còn mong về. Cha đi dựng quê dựng làng cùng ma trong nghĩa địa, ăn chơi cùng ma trong rừng. Cha đi ngồi cành cây đa, cho lá rụng phủ lên trên, cái dây leo đi luồn lại. Cho gà rừng nó bới vùng ngực con ơi. Có chờ cơn nhớ cơn thương đến cha thì lên vóng ngóng trông, trông ra đồng ruộng chiêm đon, trước nhà cũng chỉ thấy một màu xanh tầm tầm. Một nghìn trăm năm cũng không thấy cha trở lại, thấy gió đánh phần phật vào nhà, cha cũng không còn về nhà. Gió đánh phật phại về mường, mẹ con trở về mường, nhưng cha không còn về mường. Con sấm chết, sấm còn hay trở lại, cha đi chết truyền năm truyền đời, không còn trở lại. Trở trời mưa nắng, trở cơn rông chiều, có động lòng thương nhớ đến cha, thì con hãy đi xem mồ, phải đi ngó mà, phải đi ngó mà phải trồng cột nhà cho chắc, trồng cột nhà cho bền, phải đắp nền hai bên cho nó ráo, khỏi nước chảy xoáy vào mồ cha con ơi. Thấy nhớ đến cha, con trai ta hãy dâng cơm thờ ở cửa sổ ngoài, con gái ta phải dâng cơm thờ cửa sổ trong, thờ bát nước, cái tâm ngày cuối năm hết tháng. Cha dạy lời nói cuối, lời lìa xa đêm khuya, nay đã hết lời, hết nhẽ. kẻ sống áo. Khi xưa ấy lá sa nhân nó làm nên cái tổ to vò. Lá bo làm tổ con vọc, dơm làm ổ cho con gà. Con người khi ấy còn ăn ở trần chuồng, ăn lông uống tiết. Khi ấy nàng phủ lêu phủ lẫn, cố ấy nuôi những con sâu ăn cỏ danh, nuôi những con sâu ăn cỏ rác. Cho sâu ăn lá sa nhân nó chết đỏ, ăn lá chàm nó đi chết vàng. Cho nó ăn lá cau nó chết vàng rực rỡ, như nước dãi con tầm. Thấy bực cô ấy ra đồng khóc than, thấy buồn, cô ấy ra ruộng khóc oán, gặp bà đầm đào củ, bà đủ đào mài, khóc gì thế cháu ơi, khóc gì thế cháu à, con nàng phủ lêu phủ lẫn thưa lại rằng, cháu nuôi những con sâu ăn cỏ danh, nuôi những sâu ăn cỏ rác, cho sâu ăn lá sa nhân nó chết đỏ, ăn lá chàm nó đi chết vàng, cho nó ăn lá cau nó đi chết vàng rực rỡ, như nước rãi con tầm, thấy bực cháu ra đồng khóc than, thấy buồn cháu ra ruộng khóc oán bà đấm đào củ, bà đủ đào mài bảo rằng cháu có gói cơm hãy mở ra thết bà, có đùm cá hãy mở ra thết bà, ăn rồi ta mới bảo, hãy tỏ lòng thảo rồi tôi mới mách cho. Cô nàng phủ lêu phủ lẫn, lấy cơm lấy cá ra thết đãi bà, bà đấm đào củ, bà đủ đào mài, ăn no mới mách bảo. Bảo cô nàng phủ lêu phủ lẫn, phải đi trồng dâu trên bờ ruộng, phải đi trồng dâu ngoài bãi, trồng bông gần sông, trồng dâu phải trồng cho sâu, lấy cứt trâu làm phân, rồi dâu mới mọc. Trồng dâu phải trồng lẻ, dâu sẽ mọc, cây dâu nó to bằng cây ráng, lá dâu to tày bàn chân, bàn tay. Phải đi xin lấy giống tầm vàng, nuôi tầm phải nuôi ở nhà ba ngăn cho con tầm ở. Con tầm ăn một, ăn hai, ăn ba, đun con tầm nó kéo sợi, chảy sợi ra dài vô tận, mùng tầm được năm mùng kén, mùng kén được nén tơ vàng cho vào khung dệt 12 hãm, cái khung dệt hồng 18 thoi, dệt nên cái văn hoa con voi con ngựa, dệt nên văn hoa nằm giữa chuôi dao, có cả hoa đào, hoa mơ, dệt nên hoa văn con muông, con cá, mang ra bán ở chợ Bến Đông. Khi ấy, người còn trẻ còn khỏe, còn sống còn lành, đã mất trăm quan tiền đi chác, đồng vàng, lạng bạc đi mua, mang về để ở trong nhà. Ngày ngươi trăm tuổi qua đời, con trai con gái của ngươi, lấy mang ra làm bọc đùm thi thể, cái ấy là tờ lống thôm, gói bên trái bên phải, lấy mang ra làm chiếu trải vải quây, nó trả ơn báo hiếu công cha người đó, kể chọn chuyện ấy để được nhớ được hay, để sáng mai về ngày người hãy nhớ. con chỗ. đây là bài mo nhìn, nhìn trả đống, gặp cha mẹ anh em trong vườn ma nhìn họ, ông mo mường kể rằng dẫn linh hồn ngươi đến trốn nơi này ăn trầu thấy đã nhạt, ngồi têm trầu ăn trong khăn túi vàng, cơm cao ăn trong túi rộng, ăn chơi giữa chốn nơi này, để chỉ cho ngươi trở mặt lại ngó, ngoảnh mặt lại nhìn, nhìn đi nhòm lại, nhìn đình ngang bên cửa nghĩa địa, nhìn cây si bên kia có lá bạc, lại có cả lá xanh, có cành đâm ra uốn lại, thấy các cô gái trong mường ma đi vào rồi lại đi ra, thấy chim ưng nó bay vào họp, con sấu sành nó bay vào hút bông. Chim bói cá nó bay vào canh trái, thấy bướm bướm mường ma bay thành dạng, thấy con rơi bay thành dòng, thấy con chuồn nó bay đi bay lại, thấy các cô gái trong mường ma lượn vào rồi lại lượn ra, thấy các cô gái đeo đôi vòng ngà trắng trắng, cái váy không lìa gót chân, thấy tay trắng như trứng bóc, thấy họ đẹp đủ mọi thứ, thấy các cô đẹp gái lại vừa đẹp tóc, đẹp từ đồ mặc, đẹp cả con người. Từ khi còn sống đến khi cửa mộ địa không thấy đẹp là vậy. Hôm nay đi chết, đi trà, đến đình ngang, cửa mộ địa thấy vui lắm, đẹp lắm. Nhìn cửa đất mường ma thấy bất ngờ, nhìn cửa mộ địa mường ma thấy nao nao, một nghìn trăm con vào mà chẳng thấy ra. Thấy trai gái đi chết, đi trà, vào mường ma chẳng còn muốn về. Họ muốn dựng mường dựng làng cùng ma trong nghĩa địa, muốn ăn chơi cùng ma trong rừng, nhìn ra sân ném còn, thấy trái si chín đỏ, chín vàng như mẻ kén. Bỗng dưng thấy chim ưng nó bay vào họp, con sấu sành nó bay vào hút bông, chim bồng nó bay vào bù trái. Thấy các cô gái trong mường ma đi vào rồi lại đi ra, thấy các cô gái đeo đôi vòng ngà trắng trắng, cái váy không lìa gót chân, thấy tay trắng như trứng bóc, thấy họ đẹp đủ mọi thứ, thấy các cô đẹp gái lại vừa đẹp tóc, đẹp từ đồ mặc, đẹp cả con người, mở miệng nói cười thấy xinh đẹp lắm. Các cô gái rủ nhau ra chơi ném còn, rủ nhau ra ném còn đầy sân đình ngang cửa nghĩa địa, thấy búi tóc các cô gái tựa quả dưa, ra chơi ném còn từ sáng đến trưa, từ khi thôi bừa đến tận chiều tối. Họ đơm trầu vào khăn vào túi, ra chơi ném còn đầy sân đình ngang cửa nghĩa địa, vui lắm rành lắm, thấy chia ra thành đôi, ngồi trụm thành từng tốp, thấy có tốp con cun, lại thấy có tốp con chàng, thấy có hàng trai, lại thấy có hàng gái. Trai mừng ma ấy đứng một bên, bên kia là các cô gái. Tiếng vui mừng reo lên trong gió. Thấy trái còn đỏ, còn vàng lên cảnh si, cảnh đa lúc lửu Trái còn ném sang phía các cô gái, giơ tay đón lấy. Ai bắt trượt thì lột dây, ai bắt trượt thì lột áo. Lột dây lột áo các cô gái không cho, không cho cũng lột cho được. Chẳng phải của cha mẹ cho mà để phơi trên xào bên ấy các chàng trai ném đi bên này các cô gái ném lại tiếng vui mừng reo lên trong gió thấy trái còn đỏ còn vàng lên cành si cành đa lúc lịu trái còn ném sang phía các cô gái giơ tay đón lấy ai bắt trượt thì lột dây ai bắt trượt thì lột áo lột dây lột áo các cô gái không cho không cho cũng lột cho được chẳng phải của cha mẹ cho mà để phơi trên xào đàn ông đi chết đi trà đến đỉnh ngang cửa nghĩa địa không bắt một quả người ta bảo là dại. Đàn bà đi chết đi trà đến đình ngang cửa nghĩa địa, không bắt một quả người ta bảo là dồ Nghe thấy điều phải, người mới mang trái còn của mình ra chơi. Trái còn đỏ, còn vàng, có giải tua rua, gánh đi từ nhà, phải nhập vào nhóm tốp. Thấy có tốp con cun, lại thấy có tốp con chàng, thấy có hàng trai, lại thấy có hàng gái. Trai mường ma ấy đứng một bên, bên kia là các cô gái, tiếng vui mừng reo lên trong gió, thấy trái còn đỏ, còn vàng lên cành si, cành đa lúc liều, trái còn ném sang phía các chàng trai giơ tay đón lấy, ai bắt trượt thì lột dây, ai bắt trượt thì lột áo, lột dây lột áo các cô gái không cho, không cho cũng lột cho được, chẳng phải của cha mẹ cho mà để phơi trên xào, bên ấy các chàng trai ném đi, bên này các cô gái ném lại tiếng vui mừng reo lên trong gió, thấy trái còn đỏ còn vàng lên cành si, cành đa lúc liều, trái còn ném sang phía cô gái giơ tay đón lấy, ai bắt trượt thì lột dây, ai bắt trượt thì lột áo, lột dây lột áo các cô gái không cho, không cho cũng lột cho được, đừng có sục sạo trong vòng da ngực mà xấu bạn, hổ người. Đang mải chơi, bỗng dưng thấy gió xào xạc trong vòng cây si, cây đa, cũng chẳng biết trời sắp tối hay trời muốn dạng, thấy dạng những áng mây rồng, cái đồng mường này không chơi, chơi đi áng mường khác. Đã tối không biết khi nào cho sáng, kể chuyện ấy cho người nhớ và hiểu, để sáng mai về ngày cho người hãy nhớ. Đây là bài mo đi qua cầu kỳ, một cây. Qua cầu kỳ Liêm La, ông Mo Mường kể rằng dẫn linh hồn ngươi đến cầu kỳ Liêm La, thấy các thu kem ở cầu kỳ Liêm La sang hỏi tội, làm sao hỡi nhà nhà ngươi? làm sao vậy nhà ngươi à khi ngươi còn chắc còn mập còn sống còn lành nhà ngươi ở mường nam mường dưới nhà ngươi đã ăn gà còn nhỏ còn ăn tấm hay chưa nhà ngươi còn ăn vịt con còn nhỏ ở trong bu hay chưa nhà ngươi đã từng đi ăn trộm trầu ăn trộm cau đã từng ăn trộm bạc ăn trộm vàng hay chưa dương mát không nên nhà ngươi đã từng mắng cái thợ nhà cầy chưa kịp làm nhà ngươi đã từng mắng hay chưa cái kèn không kêu nhà ngươi đã từng mắng thợ nhà lưỡi hay chưa nhà ngươi đã từng quăng cái gậy người yếu người què hay chưa nhà ngươi đã từng nhỏ đọt cây cọ hay chưa nhà ngươi đã từng đạp cái cây gai găng hay chưa nhà ngươi đã từng đập đầu chó giữa nhà hay chưa nhà ngươi đã từng rút ván nhà để đập gà đập chó hay chưa thấy con gà trống to của nhà người nhà ngươi đã từng mơ để ăn thịt đùi hay chưa thấy con lợn thiến con nhà người nhà ngươi đã từng mơ thịt để nướng chả hay chưa thấy con trâu mộng của nhà người nhà ngươi đã từng thịt làm món giò hay chưa thấy con bò mộng của nhà người nhà ngươi đã từng mơ thịt làm canh ăn canh xéo hay chưa thấy bà thấy con gái nhà người Nhà ngươi đã từng mơ ngủ mơ nằm với họ hay chưa? Thấy mùng tầm con nhà người, nhà ngươi đã từng mơ thả trôi nước hay chưa? Đi đò đi nước, nhà ngươi đã từng mắng ông đò hay chưa? Đóng giò không may, nhà ngươi đã từng mắng thợ làm hay chưa? Cái áo không đẹp, nhà ngươi đã từng mắng thợ cắt hay chưa? Dệt gấm không ra lùi xùi, nhà ngươi đã từng mắng thợ gò hay chưa? Ăn no uống đủ, nhà ngươi đã từng mắng người làm chám rượu hay chưa? Làm sao hỡi nhà nhà ngươi? Làm sao hỡi người à? Cái giàn gông ở đây đã đẹp, không biết ép ai vào trước. Đừng có ngập ngừng mà bị tội, không phải việc nói dối được đâu. Ông Mo Mường và ngươi khách lạ mới thưa lại rằng, khi thân mình tôi còn chắc, còn mập, thân tôi còn sống, còn lành ở mường nam mường dưới, tôi chưa ăn con gà còn nhỏ vừa biết ăn tấm chưa từng ăn vịt còn nhỏ nhốt trong bu tôi chưa từng ăn trộm trầu trộm cau chưa từng đi ăn trộm vàng trộm bạc rèn mác rèn giáo không nên chưa từng mắng thợ nhà rèn cái kèn không kêu chưa từng mắng thợ nhà làm lưỡi chưa từng quăng gậy người yếu người què tôi chưa từng nhổ đọt lá cọ chưa từng đạp cái gai găng chưa từng đập đầu chó giữa nhà chưa từng rút ván nhà để đập đầu chó chưa từng lấy bông lúa đập gà chưa từng pha đầu trâu đầu bò thấy gà thiến của nhà người tôi chưa từng mơ ăn thịt đùi thấy con lợn thiến nhà người chưa từng muốn thịt để nướng trà con trâu cả nhà người chưa từng muốn thịt để làm giò thấy bò con chưa từng muốn thịt làm canh ăn canh xéo thấy bà thấy con gái nhà người tôi chưa từng muốn tôi chưa từng ước muốn ngủ muốn nằm thấy mùng tầm con nhà người tôi chưa từng muốn thả trôi theo suối đi sông đi nước chưa từng mắng ông đò đóng giò không may chưa từng mắng thợ nhà làm mồi áo không đẹp chưa từng mắng thợ cắt dệt gấm không đẹp chưa từng mắng thợ nhà gò ăn đủ uống no chưa từng mắng thợ chám rượu ăn trái chưa từng mắng người giữ vườn tôi có phúc thật đấy tiểu ơi tôi có lộc thật đấy tiểu à thấy chỗ nào rậm tôi đã phát hoang thấy chỗ nào trũng, tôi đã từng bắt cầu cây rẻ. Gãy cầu cây rẻ, tôi lại bắt cầu cây cọ, cây cao. Cho con nhà người đi lại, tôi có phúc thật đấy, tiểu ơi. Tôi có lộc thật đấy, tiểu à. Lần ấy thu kem đã xá. Ông Mo Mường và người khách lạ mới thưa lại rằng, khi thân mình tôi còn chắc, còn mập, thân tôi còn sống, còn lành ở mường nam, mường dưới, thấy trái chín của nhà người, tôi chưa từng đi thu. Châu bò của nhà người, tôi chưa từng xua về nhà mình. Trách cha mẹ tôi, chưa từng mắng oan lên trời. Mắng vợ, mắng con, tôi chưa từng sới đến họ ngoại. Mắng vợ, mắng con, tôi chưa từng sới đến họ ngoại. Chưa từng bao giờ trộn cơm với lúa. Tôi chưa từng ăn trộm chó vàng, chó đen. Tôi chưa từng ăn cóc sống lột da. Chưa từng bao giờ ăn con cả niễng vặn đầu. Tôi chưa từng ăn ốc sống chặt chôn, Chưa từng ăn ong đồ cả tổ. Tôi chưa từng lấy trứng gà đang ấp trên tổ, chưa từng ăn trộm của cải, chưa từng bao giờ ăn trộm bãi ngô nhà người, tôi chưa bao giờ chặt ngọn măng của nhà người đem thả trôi suối, thấy củ đậu nhà người lên ngọn, tôi chưa bao giờ cắt gốc, thấy cây dâu nhà người, tôi chưa bao giờ sới phá gốc, xuống thung lũng, tôi cũng chưa bao giờ chặt ngọn chuối rừng tôi chưa từng bao giờ lấy xẻng xỉa khuỷu chân trâu chân bò thấy con trẻ đi bù cỗ đến chân cầu thang tôi chưa từng bao giờ đuổi về tôi có phúc thật đấy tiểu ơi tôi có lộc thật đấy tiểu à cái bữa ngày nào thấy con trẻ đi chơi giữa áng sân tôi chưa từng cho nắm cơm trong lòng bàn tay tôi đã từng cho nắm cơm trong lòng bàn tay tôi có phúc thật đấy tiểu ơi tôi có lộc thật đấy tiểu à lần ấy thu kem ở cầu kỳ liêm la xá tội 芒芦苇，苇蒿。